Nguyễn Mến chào quý vị và các bạn đến với những thông tin thời tiết đáng chú ý trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, ngày mai một vài nơi ở Nam Bộ có thể mưa sớm từ trưa, nhưng phải đến chiều tối thì mới có mưa nhiều nơi. Cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, với lượng mưa có thể lên đến 50mm, lốc sét, gió giật mạnh có nguy cơ xảy ra, quý vị cần hết sức lưu ý. Và trước khi có mưa, dự báo Nam Bộ vẫn có nắng kéo dài, đa số là từ 7 giờ đến khoảng 15 giờ. Vì vậy, nhiệt độ sẽ tăng nhanh. Mức nhiệt cao nhất ngày mai sẽ là tại Đồng Phú, Biên Hòa, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Châu Đốc là 33 đến 34 độ, còn tại Cần Thơ và các nơi khác là 31 đến 32 độ. Trong những ngày nắng từ 7 đến 8 tiếng ngày mai thì chỉ số tia cực đại cũng sẽ rất cao. Lúc cực đại ở Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau có thể đạt mức là từ 8 đến 9. Ở mức này, chỉ cần tiếp xúc trực tiếp với nắng khoảng nửa tiếng là cũng đủ để gây tổn thương cho da và mắt. Vì vậy, quý vị nhớ chống nắng đầy đủ khi ra ngoài vào khung giờ từ 10 giờ đến 15 giờ quý vị nhé. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết biển. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa ngày mai trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Còn tại huyện đảo Trường Sa có mưa dông rải rác, gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.